Là mình đây, video này mình sẽ làm một video là đi tô mỏ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn. Lần sáng nó người yêu rồi đó nên nó tôi là con yêu đấy, bình đẳng mấy con yêu này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôi mỏi đó. Bây giờ chưa like là cái cây, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mỏ sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ
tô mỏi nhé các bạn. Các bạn thấy cái tô màu đẹp không các bạn? Ngày em thương em, thương em, ai mà cần em, ai hư phải. Đâu? Ô, ta đặt 1.700.000 nè. Mè 1.600.000. Ngon. Mè 1.600.000, ta 1.700.000. Đâu? Ô đi, cất mè 600 thôi. Chỉ trả 600, 6 tỷ à. Mẹ 670 thì mạnh này. Tạp cái thì giá là 1.600.000. Thế thì thêm ra là tí mấy chục ra là bạc. Nó nhỏ ấy. Đây 4.800.000 xem. Triệu 8 mắt tại vì yêu đi hơn. 1.700.000 4 chục. Mà nói xem 28 anh làm không? Đây là 28 làm gì nhìn đi, 3 tiếng phải 35 đấy. À 3 tiếng 5 đấy. Đúng không? Ừ. Tại mình nhiều hơn mày làm toàn 4 tiếng không? 5 tiếng. Con này này thì đẻ lắm thì đi tốt còn đi bên làm thì toàn 4 tiếng 1 thì cái mày khôn khôn thì phải nhắn. 4 làm chiều làm 5 tiếng đến 6 giờ. Mẹ bố mày dậy 7 giờ đây đi làm mẹ mày. Ơ thằng nào? Ai? Long bao nhiêu tiền? Đấy, Long bao nhiêu tiền? Long 2.500.000. Nhân. Nhân. Thằng Long này nó làm bằng xà, nhưng mà nó kiểu nhân với 28, anh em mình là nhân với 20. Ờ, tệ nó nhiều. Tại là mấy tô màu xong chưa?